Kính thưa quý vị, bên cạnh chúng tôi là một người tín đồ Cao Đài đến từ San Diego, California. Kính thưa anh có thể cho biết quý danh và anh cho biết tên của cái nơi mà chúng ta có cái phần đạo của chúng ta. Tôi tự giới thiệu là tôi là Võ Văn Thanh, từ San Diego đến nơi thánh thất tại San Diego, California. Và phái đoàn của chúng ta có bao nhiêu người vậy anh? Dạ thưa, phái đoàn hôm nay đến dự lễ khánh thành tại Houston, chúng tôi có 16 người. Có thể nói đó là cái phái đoàn thứ hai sau phái đoàn Wichita, phái đoàn đông đảo, rất là đông đảo. Và phương tiện di chuyển như thế nào vậy thưa anh? Dạ thưa, chúng tôi phương tiện đi từ máy bay từ San Diego tới Houston. Dạ, chúng tôi tự túc để đến đây dự một cái lễ rất là quan trọng cho cơ đạo tại Houston. Và khi mà anh nói là nó quan trọng thì cái niềm hãnh diện của người Cao Đài khi mà chúng ta đến của những cái cơ hội như vậy, thì anh có thể diễn tả được cái niềm hãnh diện của người Cao Đài vậy thưa anh? Dạ thưa, chúng tôi rất là hãnh diện bởi vì các nơi ở trên nước Mỹ này, cái cơ đạo của Cao Đài Việt Nam đã ra đến hải ngoại và đã thành lập được các nơi. Nhưng mà nơi đây thì lần đầu tiên tôi đến cái thánh thất Houston này là một cái thánh thất rất là lớn và rất là quan trọng đối với người Cao Đài. Và cuối cùng thì anh có thể cho biết rằng là hiện nay cái sinh hoạt của Cao Đài của chúng ta ở tại San Diego như thế nào vậy thưa anh? Sinh hoạt, dạ thưa, sinh hoạt ở San Diego cũng rất là long trọng. Tuy là cái thánh thất chúng tôi rất là nhỏ so với các nơi, nhưng mà mỗi khi có đàn lễ thì chúng tôi rất là đông đảo tụ họp về để làm lễ Đức Chí Tôn. Dạ thưa. Và cuối cùng thì anh có thể cho biết niềm hãnh diện của người Cao Đài. Dạ thưa, niềm hãnh diện của người Cao Đài thì mỗi người đều có một cái ý niệm riêng. Nhưng mà thật sự cái niềm hãnh diện của người Cao Đài khó có thể tả nổi. Bởi vì rất là có duyên, người Việt Nam có duyên với đạo Cao Đài thì khó thể mà diễn tả được. Dạ. Nhưng mà cái niềm tin vào Thượng Đế và niềm tin vào Tổ quốc của anh như thế nào vậy thưa anh? Dạ thưa, niềm tin á, thì lúc nào cũng niềm tin đối với Thượng Đế. Chúng tôi rất là tự hào. Bởi vì mỗi một cái đạo, mỗi cái tôn giáo đều có dạy. Cái tôn giáo nào đều cũng có dạy con người làm ăn lành ở hiền. Tất cả mọi nơi đều mọi tôn giáo đều giống nhau về vấn đề giáo lý, dạy đạo cho tất cả mọi tín đồ. Nhưng thật sự thì mỗi một người Việt Nam đều có một cái duyên của cái tôn giáo. Dạ thưa anh. Dạ, xin được cảm ơn anh. Dạ, tôi Võ Văn Thanh xin cảm ơn. Dạ.